Võ thần chúa tể chương trăm, đặc thù sinh mệnh, nhị trọng siêu thoát, nhìn trước mắt tứ phương thần tôn, trần tư tư mấy người đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, tịnh không có bất luận cái gì e ngại cùng sợ hãi, chỉ là tràn đầy lãnh đạm cùng lạnh như băng vẽ, chính là này gia hỏa cùng hắn nhi tử, phía trước đối trần động thủ, tội đáng chết vạn lần, huyết hà thánh tổ. U Thiên Tuyết nhìn về phía huyết hà thánh tổ, ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, dạ, chủ mẫu, Huyết hà thánh tổ cười một tiếng, dĩ nhiên hiểu được U Thiên Tuyết ý tứ, hắn thân hình nhoáng lên một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết quan chiếu thẳng xông tới hướng tứ phương thần tôn, chính diện ngành chiến tứ phương thần tôn, một nhất trọng siêu thoát con kiến mà thôi. Liền ngươi cũng dám gọi nhịp với bổn tọa, bổn tọa phải đem ngươi đập nát xương, rút gân lột da, tứ phương thần tôn giận tím mặt, giận khí sung thiên, cả nhân bắn ra, cái gì trêu đùa, tùy tiện một nhất trọng siêu thoát liền dám châm đối chính mình, hắn đại thủ tham xuất, cự đại thủ trưởng trong nháy mắt bạo dũng đi ra ngoài, phút chốc đi tới huyết hà thánh tổ trước người. Có khí thế vô địch thủ chi tư, không có bất luận cái gì lưu thủ, hắn phải để cho mọi người biết, mặc dù hắn đã người bị trọng thương, nhưng hắn thân vi đường đường nhị trọng siêu thoát, không phải bất luận cái gì một siêu thoát có thể so sánh với, đi chết, dẫn động khủng bố nhị trọng khí tức thủ trưởng, trong nháy mắt oanh ở tại huyết hà thánh tổ trên người. Không tốt, phía xa, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, từng khuôn mặt hải nhiên, mà phương mộ lăng lại thét chói tai, những này gia hỏa cũng quá lỗ mãn, chính diện ngành cương tứ phương thần tôn, này không phải muốn chết sao, nàng muốn đi cứu viện, trước đã đến không kịp, oanh. Chúng mắt nhìn trừng dưới, huyết hà thánh tổ bị tứ phương thần tôn thủ trưởng oanh trong, cả nhân khoảnh khắc giữa bạo toái ra đến, hóa thành vô số huyết quang bốn phía bắn tung tóe, thê thảm không thôi, hừ, không biết trời cao đất rộng đông tây, lại tưởng bổn tọa bị thương trở thành mèo bệnh sao. Bổn tọa chính là nhị trọng siêu thoát, dùng có vô thường pháp tướng chi lực. Dùng giết ngươi, còn không phải đơn giản chuyện tình, tứ phương thần tôn ngạo nghệ nói, một lần nữa khôi phục tự tin, này là tự nhiên, hắn tái thế nào chịu thương, cũng là nhị trọng siêu thoát. Bổng Nguyên liền cùng nhất trọng siêu thoát có thật lớn bất đồng, bình thường nhất trọng siêu thoát mặc dù thực lực là mạnh, lại như thế nào có thể cùng hắn giao thủ đâu. Tứ Phương thần Tôn ngạo nghễ cười lạnh, chu vây những người khác đều là lắc đầu thở dài, ai, này gia hỏa, rất lỗ mãn, chết cũng quá không minh bạch a, à. nhưng mà, ngay tại mọi người trong lòng thở dài còn chưa kịp ra hết thì, đột nhiên giữa ông một tiếng huyết hà thánh tổ bị oanh bạo khai đầy trời huyết quang nhưng lại tại trong nháy mắt mạnh khoách tán ra đến, oanh long Vô tận triều dũng chi thanh hưởng triệt thiên địa, liền nhìn đến một mảnh vô tận huyết hải tại thiên tế bên trong nhanh chóng khoách tán ra, trong nháy mắt liền tràn ngập trước mắt phương viên trăm vạn dặm hư không, huyết hà, cuốn trụ hắn, u thiên tuyết tại thiên khung phía trên lạnh lùng nói, được, một đạo u u oanh minh chi thanh tại thiên địa nhanh chóng hưởng triệt trở nên thủy triều dân trào của huyết hải dày đặc khó có thể tan chảy không ngừng hướng về phía tứ phương thần tôn thổi quét mà đến, sóng lớn ngập trời, đúng là phải đem tứ phương thần tôn triệt để bao vây trong đó, phong tỏa này nhất phương thiên địa, ân, muốn chết. Tứ phương thần tôn thấy tình trạng đó, đồng tử sậu nhiên co lại, ngay sau đó, hắn cả người chấn động, một cổ biển khí tức từ hắn thân trong thổi quét ra, quanh một tiếng, khủng bố ba đồng sậu nhiên khuất tán ra bát phương nổ mạnh mà đến, đem bốn phía ngập trời huyết hải trong nháy mắt tẩy sạch không còn, vô số huyết hải, tại trong nháy mắt yên diệt, nhưng ngay sau đó, lại có vô tận biển máu dung nhập mà đến, sau đó hướng phía tứ phương thần tôn, giống như vô cùng vô tận, cái gì, nhìn đến như vậy một màn phía xa tất cả mọi người đều trừng lớn khó có thể tin hai mắt, đặc thù sinh mệnh, có người kinh thở ra thanh, tại này biển vũ trụ hải, có các chủng thần kỳ sinh mệnh thể, có khi là thạch đầu biến thành, có khi là hư linh biến hóa. Những này đặc thù sinh mệnh mặc dù cuối cùng đều hội lấy hình người biến thành, nhưng thực tế bản chất trước cùng bình thường loại nhân thanh minh hoàn toàn bất đồng, mà trước mắt này huyết hải chủ nhân, hiển nhiên đó là một đặc thù sinh mệnh, khó trách phía trước dám chính diện nên hướng tứ phương thần tôn, đặc thù sinh mệnh. hư, tại bổn tọa trước mặt như phải chết. Khai, tứ phương thần tôn đột nhiên giữa, một tiếng rít gào, hắn cả người biến đại, trong nháy mắt hóa thành ức vạn trượng, hai tròng mắt giống như ánh sáng của những ngôi sao, cả nhân giống như đội trời đạp đất người khổng lồ, hai bàn tay mở lớn, phải đem này biển biển máu trực tiếp xé rách mở ra đến, oanh, huyết lãng ngập trời, vô số huyết khí trực tiếp xung thiên. Hóa thành đại dương mênh mông băng diệt, huyết hà thánh tổ mặc dù là viễn cổ thần ma, hình thái có đặc thù sinh mệnh thể, tại viễn cổ thần ma trong kham xưng bất tử bất diệt, nhưng trước đối tứ phương thần tôn như vậy nhị trọng siêu thoát, dù sao tu vi kém nhiều lắm, tại tứ phương thần tôn khủng bố khí tức dưới, huyết hà thánh tổ bổ nguyên biển máu không ngừng yên diệt. Tại từng chút một tiêu tán. Chỉ cần cấp tứ phương thần tôn đủ thời gian, huyết hà thánh tổ bổ nguyên sẽ bị hao tận, triệt để suy sụp, nhưng mà, huyết hà thánh tổ không đơn độc, trấn, thiên khung phía trên, U Thiên Tuyết đột nhiên quát khẽ một tiếng, bốn người đồng loạt thúc động thể nội siêu thoát khí tức, sậu nhiên giữa dẫn động cổ vũ tháp, trấn áp hướng tứ phương thần tôn, oanh. Khủng bố không gian chi lực kích đảng, hình thành một đạo độc nhất không gian phong tỏa, che đậy này phương biên giới, lung bao lại tứ phương thần tôn, đáng chết. Tứ phương thần tôn cảm giác chính mình quanh thân hư không giống như hàng băng dần dần đông lại, trong lòng không khỏi giận tím mặt, cương chuẩn bị phản kháng, đột nhiên giữa, hừ, tiểu tử ngươi chính là tứ phương đi. Dám đối Trần Thiếu động thủ. Bản tổ cho biết ngươi, từ hiện tại trở đi, cho dù là trên trời dưới đất, cửu thiên hoàng tuyền, không có chỗ cho ngươi dung thân, một đạo long ngâm chi thanh tại thiên địa vang vọng, ngay sau đó, hồng hoang tổ long trực tiếp xuất hiện ở tại tứ phương thần tôn trước ngươi, thật lớn long miệng trong nháy mắt mở lớn, hỗn động long viêm, oanh, một đạo khủng bố long viêm khí tức phun trào mà ra dẫn vô tận hỗn độn khí tức, trong nháy mắt quanh ở tại tứ phương thần tôn thân phía trên, vô tận nổ mạnh, trong nháy mắt hưởng triệt trở nên, tứ phương thần tôn nhất thời phát ra kinh giận rít gào, hãy ghi nhớ gia gia tên, giết chết ngươi, chính là ngươi long gia hồng hoang tổ long, này là ngươi long gia tại vũ trụ hải lần đầu tiên ra tay, nhất định hội được lịch sử minh ký. Nhớ sao, hồng hoang tổ long đứng ngạo nghễ trên thiên khung, vô tận long viêm bất yếu mệnh phúng phung, yên diệt thiên địa hết thảy, ngươi này gia hỏa. Nhỏ bé nhất trọng siêu thoát con dung mà thôi, cũng xứng tại bổn tọa trước mặt xưng tổ. Tứ phương thần tôn trích gào, thân trong một cổ khủng bố khí tức trong nháy mắt xung thiên dựng lên, nhưng mà, hắn giọng vừa dứt, suy, hư không trung, đột nhiên một đạo tất hắc kiếm quan xuất hiện tại hắn não hậu, hung hăng bổ vào hắn đầu phía trên, đúng là kiếm ma, ta, à, tứ phương thần tôn thảm kêu ra thanh nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, như vậy nhất kiếm tự nhiên không cách nào bổ trúng hắn. Nhưng là giờ phút này, hắn bị vây trọng thương cùng tức tối trong, kiếm ma này nhất kiếm tích hàm khủng bố linh hồn tấn công, khoảnh khắc trong hung hăng đánh tại hắn linh hồn hải, giống như linh hồn hải khiếu, đem hắn choáng váng vì va chạm, các ngươi, đều đáng chết, não hải phát mộng trong, tứ phương thần tôn thê lệ tê rống, đang chuẩn bị phản kích, mà ngay tại lúc này. Bá, Bốn đạo tuyệt mỹ thân ảnh, sầu nhiên xuất hiện ở tại tứ phương thần tôn thân bên, bốn cổ khủng bố lực lượng khí tức trong nháy mắt phóng thẳng lên trời. Bạn đang nghe truyện tại Tán Tu, đừng quên đăng ký kênh và ủng hộ mình ly trà đá qua đường link ở dưới phần mô tả nhé. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ!